Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Bonsai TV. Đầu video cũng mong quý vị và các bạn hãy cho kênh Bonsai TV một cái đăng ký, một cái like để ủng hộ kênh. Thì tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị và các bạn hai cái tác phẩm vừa mới giao dịch tại triển lãm sinh vật cảnh xã Đông Xá, Đông Hưng lần thứ 3 năm 2022. Thì đây là một trong những cái cây đã giao dịch hôm khai mạc, quý vị, một trong những cái tác phẩm rất là đẹp, cây năm thân ngũ phúc được làm theo cái nối mới hiện nay, làm khá là kỹ, quý vị. Tôi sẽ cận cảnh để quý vị và các bạn cùng ngắm cái độ già, độ chun sụn của cái tác phẩm này, một trong những cây mini. Nó cũng vượt khung mini tí đấy. Cái này một người bê thì hơi lặng đấy. Chủ nhân mới này. Chủ nhân mới là khách sạn Hương Bưởi, Đông Sơn, Đông Hưng. Tác phẩm Ngũ Phúc 0986299563. Thì cũng nhiều quý vị cũng theo dõi ở kênh của Hoàng Lịch Thiệp và kênh của anh kênh Bách Thuận Bonsai. Thì hôm dự khai mạc thì đã đăng tải cái nội dung này. Tôi cũng muốn rằng một lần nữa ghi hình lại để quý vị và các bạn ngắm kỹ hơn về cái tác phẩm này, một tác phẩm được giao dịch với giá hơn 250 triệu. Cái giá cụ thể thì cũng một số anh em biết rồi, nó cũng gần 300 triệu quý vị ạ. Cây khá là thụ. Tôi sẽ di chuyển để quay cái mặt bên kia của tác phẩm cho quý vị các bạn cùng ngắm. Nói chung cây này thì ngắm được tứ diện quý vị. Đây, cái mặt về đằng sau này cũng khá là đẹp. Cho nên là nó có cái giá rất là cao như vậy. Đây, đây là một trong những cái tác phẩm. Như quý vị đã biết, đây là cây xanh quê rồi quý vị ạ. Xanh quê hay là một số còn gọi là điền hạt này. Nhưng mà giá trị khá là cao. Cho nên là những cái tác phẩm đẹp đều rất là giá trị. Không cứ là xanh quê hay là xanh Nam Điền. Thì đây là cái tác phẩm thứ hai. Tác phẩm thứ hai diễn ra trong trong cái hôm khai mạc. Bây giờ chủ nhân mới là Dương Quý Ngọc, thành phố Thái Bình, Si Đại Thụ. Cái tác phẩm Si đã được tham dự rất nhiều triển lãm trưng bày. Một người bê nhẹ quý vị. Đặc biệt là của cái tác phẩm Si này thì rất là già và làm khá là kỹ. Cây già trắng quý vị. Si mà có cái màu già như này thì biết là nó già, độ già kinh khủng. Vâng, chỉ một cái tác phẩm rất là nhỏ này thôi nhưng mà giá trị rất là cao. Trong quá trình giao dịch vừa rồi thì cũng gần 100 triệu quý vị, 86 triệu cho cái tác phẩm Si mini như này. Tác phẩm này là trước chủ cũ là của anh Hoàng Trọng, một người cũng khá là nổi tiếng trong cái giới chơi cây.
Trong cái dãy mini này cũng còn rất là nhiều những cái tác phẩm đẹp. Tôi sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn ở những cái cuốn video sau để có cả cái thông tin liên lạc của quý vị và các bạn tiện giao lưu khi vào mắt những cái tác phẩm ở trong triển lãm lần này. Chào và tạm biệt quý vị và các bạn, hẹn gặp lại ở những cái cuốn video sau. Chúc quý vị và các bạn một mùa xuân an vui, hạnh phúc. Quay trở lại kênh Bonsai TV, tôi tiếp mặt và tiếp tục có mặt tại triển lãm Đông Xá Đông Hưng. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn những dãy cây mini để quý vị và các bạn cùng ngắm. Tác phẩm khá là mịn. Chiều đã có tên tuổi hết đấy. À thế ạ? Đi ép rồi. À vâng vâng. Tuổi, số điện thoại, tất vâng. Đúng rồi. Như thế nó tiện hơn. Không, khi phải có hết chứ. Vâng, khi mà chúng cháu đưa lên YouTube như này thì mọi người còn có không cái... có tên tuổi, cây dáng gì là chiều có hết rồi. Có cái thông tin để mọi người còn liên hệ. Vâng, hiện tại thì công tác nhận cây vẫn đang diễn ra. Trước ống kính quý vị và các bạn, trong các bác trong ban tổ chức cũng đang làm thủ tục. Đây là gương mặt cũng khá quen thuộc với cả kênh. Anh xin tóc dài chào khán giả nhé anh Sinh ơi. Xin chào các bác yêu cây nhé. Nghe chừng bận rộn quá nhỉ. Khi có tên tuổi trong các cái tác phẩm thì tôi sẽ chia sẻ trực tiếp với quý vị và các bạn tên tác phẩm và địa chỉ, số điện thoại liên hệ. Cây chuối rất là mịn. Lúc bán này cho dưới thế giờ thì chắc là phải hơn nhiều rồi. Giờ thì 300. Thế là cái cây là ngày xưa là bán đi đấy hả? Vâng, cây đẹp. Giờ nó phải gấp 10 lần. 10 lần nữa cũng làm sao nó bán được. Rồi đấy, tức là 250 bây giờ thì nó phải là 2 triệu rưỡi. Giờ 20 lần. 20-30 lần. Giá 15 triệu thì có gì. Có gì đâu. Tôi bán đi cho này. Bán đi là 250.000. Vâng.